biết bao người con ưu tú Việt Nam đã ngã xuống cho chiến trường khốc liệt. Đất các anh nằm không phải tổ quốc đâu, những Campuchia là dân tộc anh hùng làm hồi sinh điệu múa lâm thôn. Những vũ nữ Apsara sống mãi muôn đời, tượng bay giòn bốn mặt cười rạng rỡ. Cô gái Khmer múa vũ điệu Apsara, Việt Nam Campuchia như tượng đài, như chứng nhân lịch sử. Việt Nam Campuchia mối tình hữu nghị nở hoa. Miên phôn man đẻ con Prachan Việt Nam, bạn rơ lúc ôi sma phùng sao. Đây bọn đá bom tệt mân mền miệt và phúng luôn lời. Con kia Campuchia chia chăn chiến lá hàn, vừa vực lực huynh chọc róm lập hồn. Nẹ niêng sơ đây rõ Apsara vua O Chi Minh dùng ba giòn múc buôn rời được đây. Sau đây Khmer róm lô văn lô vì Apsara, Việt Nam Campuchia đổi vì miền đổi xa xây. Rô văn tí sáng Việt Nam Campuchia rô văn mất tập hiệp cả rừng. Con ưu tú Việt Nam đã ngã xuống cho chiến trường khốc liệt. Đất các anh nằm không phải tổ quốc đâu, những Campuchia là dân tộc anh hùng làm hồi sinh điệu múa lâm thôn. Những vũ nữ Apsara sống mãi muôn đời, tượng bay giòn bốn mặt cười rạng rỡ. Cô gái Khmer múa vũ điệu Apsara, Việt Nam Campuchia như tượng đài, như chứng nhân lịch sử. Việt Nam Campuchia mối tình hữu nghị nở hoa. Miên phôn man đẻ con Prachan Việt Nam, bạn rơ lúc ôi sma phùng sao. Đây bọn đá bom tệt mân mền miệt và phúng luôn lời. Con kia Campuchia chia chăn chiến lá hàn, vừa vực lực huynh chọc róm lập hồn. Nẹ niêng sơ đây rõ Apsara vua O Chi Minh đông ba giòn rời được đây.
vì ấm xa ra. Việt Nam Cambodia đổi vì miền, đổi xa xây Rawati sang Việt Nam Cambodia Prapan một tập hiệp ca rứt Việt Nam Campuchia môi